nhầm lẫn quả sung với quả vả. Cả hai loại quả này không chỉ làm phong phú cho các món ăn mà còn được biết đến với nhiều lợi ích không ngờ đối với sức khỏe. Video này của Thảo Dược Thanh Bình sẽ giải đáp cho bạn về công dụng và cách sử dụng quả vả. Cây vả thuộc nhóm cây dễ trồng, thường ít cần phân bón và chăm sóc. Cây vả thường mọc ở bờ suối, bờ khe và những nơi ẩm ướt. Loại cây này phân bố chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ, người ta tìm thấy nhiều ở Huế. Ăn quả vả thường xuyên có thể ngăn chặn nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và chống táo bón rất tốt cho hệ tiêu hóa. Giúp xương khớp chắc khỏe, giúp ngăn ngừa loãng xương và tăng mật độ cho xương. Có tác dụng giảm mức cholesterol xấu có trong máu, giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, giúp điều hòa huyết áp, ngăn ngừa tăng huyết áp và dẫn đến nhồi máu cơ tim. Hỗ trợ hiệu quả cho bệnh nhân bị tiểu đường, giúp điều hòa chỉ số đường huyết ổn định. Lợi ích của quả vả đối với bà bầu, giúp bổ sung máu, ngăn ngừa thiếu máu, chống lại bệnh thoái hóa điểm vàng ở mắt, giảm chứng khô mắt, giúp tăng thể lực hiệu quả. Nghiền nát quả vả có vai trò như một chất làm sạch da, ngăn ngừa hình thành mụn trứng cá, tốt cho người béo phì, người cần giảm cân và duy trì vóc dáng rất tốt, giúp bạn ngủ ngon hơn. Quả vả nên dùng tươi sẽ tốt nhất. Mỗi ngày nên ăn từ 4 đến 5 quả vả, có thể ăn kèm với muối. Quả vả ngâm nước muối chanh ăn kèm những món ăn khác cũng cho mùi vị ngon và lạ miệng không kém. Chỉ cần chọn những quả vả không quá già, dầm với nước muối loãng cùng vài giọt chanh để giảm vị chát. Sau vài ngày thái quả vả thành từng lát mỏng theo hình tròn. Ở Huế thường dùng ăn kèm với chả, ché, nem. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm cách sử dụng của quả vả và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website của Thảo Dược Thanh Bình. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán quả vả tươi tại thành phố Hồ Chí Minh, uy tín chất lượng nhất, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch luôn được khách hàng tin cậy. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và share ngay bên dưới màn hình nhé.